chiếc Atacmo mình đang xem là vừa là màu bạc đen. Thì mẫu này là mẫu mới của 2019. Thì mẫu mới 2019 thì nó có đặc điểm nổi trội hơn như so với dòng 2018 là sử dụng thắng ABS nè. Thắng này thông thắng chống bó cứng phanh, giúp cho người sử dụng xe chống bó cứng phanh cái quãng đường một phanh nó sẽ ngắn hơn. Dạ. Ngoài ra động cơ này sở hữu là 125 phân khối, là mát bằng dung dịch. Nhìn tổng thể thiết kế nó thì cũng tương tự như mẫu 2018. Giá hiện tại của cái mẫu mình đang xem là mẫu này là giá là 73.490. Giá em đã giảm 1 triệu rồi. Giá gốc là 74.490. Thì phiên bản cá tính này thì nó sẽ có 3 màu: màu bạc đen, trắng đen và đỏ đen. Dạ. Rồi, bạn cao nhất này. Màu trắng đen này nè. Trắng đen. Dòng này là dòng cao nhất của Atacmo 2019 nha, là giá là 73.490. Ngoài những màu này ra thì có những màu khác như là màu trắng, xanh lam thì giá là 63 triệu. 63 triệu đối với dòng này, dạ. 63 đẹp không? Dạ. 63 triệu đối với dòng thắng CBS, còn dòng thắng ABS giá của nó là 67.490. Thì cũng giống như những dòng xe khác thì bên công ty Hồng Đức bên em á, thì có cái dịch vụ là độ màu sơn xe. Thì ngoài những màu cơ bản của Honda ra thì ở Atacmo bên em cũng có sơn lại một số màu, giống như cái mẫu màu đỏ này thì nó chỉ có năm 2018 thì có màu đỏ này, còn năm 2019 thì nó không có. Vì vậy bên em độ lại cái màu này cho khách hàng dễ dàng lựa chọn. Mẫu này sử dụng tháng 2 đó, 2019 mới có ABS ha. Dạ, 2019 mới có ABS. Mẫu này em lên từ màu trắng, em sơn ra màu đỏ này, đỏ đậm này. Rồi làm giấy như sao? Dạ, giấy tờ thì bên em, bên công ty Hồng Đức em sẽ làm một cái giấy là chuyển đổi màu sơn. À, làm sẵn hết cho... Dạ, những cái thủ tục giấy tờ em sẽ làm sẵn cho mình hết rồi. Như cái phiên bản này là 2018 đấy phải không? Dạ, đúng rồi, mẫu này là mẫu 2018 nha. Là giá dạ là 60... Mẫu này giá hiện tại của nó là 62.990.000. Dạ. Nhất đó. Dạ. Em nói giá xe thôi, còn cái này là em trang trí. Thì cái này mình bên tính em cũng riêng ha. Như cái này là khoảng nhiêu tiền vậy? Dạ, cái này là khoảng là 500.000 ha. 500.000. Dạ. Rồi. Rồi đây các phương bạn này. Bây giờ cái màu trắng là không có mắt nữa mà đổi lên là mấy cái màu. Dạ. Lúc trước thì màu trắng thì giá nó cao. Màu đỏ này nè, em sơn lại nè, màu đỏ tươi nè, thấy không? Cái màu này là cái màu em độ lên. Đa số những người con gái thì thích những cái màu đỏ tươi này, thì nhận biết được cái thông tin đó thì bên công ty Hồng Đức em đã độ cái màu này. Dạ. Độ thôi chứ. Dạ đúng ạ. Dạ mấy hát khác là không có nha, chỉ có riêng hát em á thì độ lại, trở ra dạng màu sắc. Dạ, chất lượng sơn bên em uy tín là để khẳng định cái màu sơn này tốt thì bên em có cái chính sách đó là bảo hành màu sơn này là 3 năm. Trong quá trình chạy trong 3 năm lỡ mà có bong chóc nước sơn á thì bên em sẽ bảo hành cho mình hết ha. Rồi, dòng BCX này bữa nay nhiêu em? Dạ, dòng BCX thì nó dao động từ 55.990.000 cho đến 69.990.000. Đối với dòng 125 phân khối thì giá của nó là 55.990.000. 150 phân khối thì giá của nó là 69.990.000. Thì ngoài mua xe ra thì cũng có nhận được những cái phần quà ưu đãi của anh em đó, là gói quà 1 triệu là gồm áo thun, nón, xăng 4 lít, phụ kiện giảm giá 30%, quấn ống xăng của Nano giảm 30%. Loại này sử dụng chìa khóa thường. Có là dòng này là dòng giá của nó là 55.990.000 là dòng khóa thường ha anh. Còn dòng khóa thông minh của nó là 69.990.000. Dòng này dòng thường. Dòng thường. Cốp xe của nó cũng khá là rộng. Ngoài cái xe nó rộng.
thì cái bình ắc quy nó nằm trong đây luôn. Đây. Khá là rộng nha mọi người. Dạ, cái này là led hết à. Thì BZ này thiết kế cái mẫu mã ngồi rất là dễ. Cái dáng ngồi mình rất là thoải mái, mình không có bị giống như là cảm giác như là mà mệt mỏi. Khi mà đi đường xa ngồi trên chân mình duỗi ra rất là thoải mái. Ở thắt thì bên em á thì ở thắt 150 thì nó có màu sắc nó tất cả là 5 màu: đen nhám, đen bóng, trắng, bạc, đỏ. Thì mỗi loại nó sẽ chia ra làm 2-3 loại giá. Ví dụ như là mình sử dụng thắng CBS thanh kết hợp thì giá của nó dao động là từ 104.490. Là dòng mấy 125 hay là nhau? Dạ, là một dòng 150 CBS. Rồi 150 ABS giá có là 115.490. Rồi dòng 125 như... 125 là 84.990.000. Đối với là dòng là CBS ABS đó là 94.490.000. Nó khác là đen nhám là mắc nhất ha. Dạ đúng ạ. Nếu mà dòng đen nhám, dòng đen nhám giá của nó là từ 108.990.000. Đối với dòng CBS, dòng ABS nó là 120.990.000. Đặc biệt cái màu này là cái màu đen nhám này là mẫu màu 219 này mới ra, thì cái màu nhám này nó rất là cái độ nó mịn hơn. Rồi đen nhám nó mịn. Mọi người thấy mình cứ sờ cảm nhận ha. Nhám mịn hơn mấy cái màu kia. Đúng rồi, mình hơn mấy màu kia. Dạ, đen bóng. Sàn này nó có gì ở bên này? Dạ, sàn này là ở dưới đây là cái bình ha. Rồi còn dung dịch đó thì nó dung dịch là mát thì nó nằm ở bên trong. Còn chiếc 300 này nha. Dạ. Chiếc ớt thắt 300 phân khối nhập khẩu trực tiếp từ Italia về thì giá của nó là 269.000 đối với màu trắng. Còn màu đen nhám là giá là 270.000. Rất là triệu. Dạ, động cơ đó là 300 phân khối ha. Tất cả những dòng ở thắt đều sử dụng khóa thông minh. Tất cả dòng ở thắt đều sử dụng khóa thông minh. Cái khóa thông minh của mình đây nó cứ gồm mà dạ, khác ạ.
Rồi cũng cảm ơn bạn Sang hỗ trợ nãy giờ nha. Thì mọi thông tin gì đó thì các bạn có thể liên hệ thêm bạn Sang tư vấn với nhiệt tình nha. Rồi xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Rồi có dịp thì mình sẽ review những cái loại xe khác nữa cho các bạn xem nha. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Rồi cảm ơn Sang ơi. Rồi.